Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15 tháng 5 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8-1. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3-1-4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1166, 3706, 6901. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3434. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 24648, 55019, 29755, 76145, 18552, 65173, 10335. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 17355, 91438. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80802. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 56292. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 054090. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 054090.